Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về 6 bậc của tư duy phản biện. Đây là một cái mô hình mà chúng ta sẽ cố gắng kết nối giữa các cái bậc của tư duy phản biện, từ bậc số 1 là bậc đơn giản nhất cho đến bậc số 6 là bậc hoàn thiện nhất. Với lại các cái tiêu chuẩn của tư duy phản biện, chúng ta có 10 tiêu chuẩn của tư duy phản biện, 8 cái thành phần của tư duy cũng như là 8 cái phẩm chất đạo đức trí tuệ của tư duy phản biện. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng cái bậc một. Ở bậc đầu tiên là bậc rõ ràng. Thực ra không phải ai cũng có khả năng tư duy cũng như là nói chuyện một cách rõ ràng. Có mấy yêu cầu cơ bản. Đầu tiên là phân biệt được các cái khái niệm. Ví dụ, chúng ta hẹn nhau là 8 giờ gặp nhau nhé. Vậy thì 8 giờ sáng hay là 8 giờ tối? Thứ hai chúng ta gặp nhau nhé. Thứ hai nào? Thứ hai tuần này, thứ hai tuần sau. Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 2018 chẳng hạn, là một khái niệm cụ thể rõ ràng. Thứ hai, thể hiện rõ ý tưởng, đồng ý hay không đồng ý, đồng ý ở điểm này hay không đồng ý ở điểm kia và vì sao, giải thích cụ thể. Rất là nhiều người khi người ta hỏi ý kiến anh ta về một cái vấn đề thì anh ta sau một thời gian phát biểu rất là dài thì cũng không rõ là anh ta đồng ý hay không đồng ý. Nếu đồng ý thì đồng ý ở điểm nào, hãy rất là cụ thể. Thứ ba là có đầy đủ các chi tiết nhưng không dư thừa. Tập trung vào cái ý chính mà không lan man. Ở đây chúng ta sẽ thấy rất là nhiều người nói chuyện rất là lan man, mãi không gom lại được cuối cùng thì anh ta nói điều gì. Nên hãy tập trung vào ý chính. Đây là yêu cầu rất quan trọng của cái bậc đầu tiên của tư duy phản biện. Tiếp đến là nói rõ ràng và phát âm chuẩn. Nếu chúng ta nói chuyện trước một cử tọa, nói với một người khác, giọng nói của chúng ta cần đủ lực, rõ ràng, mạch lạc. Không quá nhanh, không quá chậm, có những lúc cần phải dừng để cho người khác có thể theo kịp ý kiến của mình. Và cái thứ sáu là công bố thông tin đầy đủ, rõ ràng. Là một cái, giả sử chúng ta là một nhà quản lý nhân sự trong công ty, chúng ta cần phải công bố rõ các cái yêu cầu về mặt nhân sự cũng như các yêu cầu về giờ giấc đi làm, giờ nghỉ. Nếu mà nghỉ mà không xin phép thì sẽ bị phạt hay được thưởng như thế nào thì cần quy định rõ cũng như là công bố đầy đủ đến những bên có liên quan. Như vậy thì ở cái bậc này chúng ta cần chú ý mấy thứ. Một là khái niệm rõ ràng. Thứ hai là cung cấp đầy đủ các chi tiết nhưng không dư thừa. Thứ ba, tập trung vào ý chính và nhớ không dư thừa. Muốn không dư thừa được thì chúng ta cần phải tập trung được vào ý chính và biết loại bỏ đi những thông tin dư thừa. Ở bậc số 2 là bậc có cấu trúc. Khi phát biểu một vấn đề, ngoài chuyện rõ ràng thì chúng ta hãy tập phát biểu như sau. Một, nói rõ về vấn đề này tôi đồng ý hay không đồng ý vì một trong vì các lý do sau. Lý do thứ nhất, tên lý do và giải thích. Lý do thứ hai, tên lý do và giải thích. Lý do thứ ba, tên lý do và giải thích. Và kết luận, dựa trên ba lý do trên, tôi đồng ý với quan điểm trên hoặc tôi không đồng ý với quan điểm trên. Nói như thế là chúng ta đã bắt đầu có cấu trúc khi phát biểu về một vấn đề mạch lạc, rõ ràng và có cấu trúc. Nói ví dụ, khi được hỏi anh có đồng ý đề cử các nữ ứng viên tham gia vào các vị trí lãnh đạo cao cấp nhất của doanh nghiệp hay không, thì tôi có thể trả lời như sau. Một, tôi hoàn toàn đồng ý việc đề cử các nữ ứng viên tham gia vào các vị trí lãnh đạo cao cấp nhất của công ty. Tôi có hai lý do cho việc này. Lý do thứ nhất, theo tôi, phụ nữ có rất nhiều các ưu điểm, kỹ năng, phẩm chất mà nam giới không có. Ví dụ, phụ nữ sẽ có thể có khả năng làm việc với nhân sự một cách hiệu quả hơn vì họ có được cái độ cảm thông sâu sắc với con người. Thứ hai, họ có khả năng làm việc chi tiết hơn so với nam giới. Lý do thứ hai mà tôi đồng ý với ý kiến này là phụ nữ ngày nay càng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong gia đình, công việc và xã hội. Việc đưa các nữ ứng viên tham gia vào các vị trí lãnh đạo cao nhất của công ty sẽ giúp đa dạng hóa môi trường làm việc cũng như đa dạng hóa góc nhìn và kỹ năng ra quyết định cho các vị lãnh đạo cao cấp nhất. Dựa trên hai lý do trên, tôi hoàn toàn ủng hộ việc đưa phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo cao cấp nhất của công ty. Thì với khi chúng ta nói như thế là chúng ta đã thể hiện rất rõ ràng được ý của mình thông qua các cấu trúc. Đầu tiên, khẳng định tôi đồng ý hay không. Thứ hai, nói đến các lý do. Và cuối cùng là kết luận.
Ở bậc thứ ba là tranh luận cơ bản. Đây là lần đầu tiên chúng ta bắt đầu hiểu rằng một mệnh lệnh tranh luận gồm có 3 thành phần chính. Argument, tên các mệnh lệnh tranh luận. Reasoning, các lập luận. Và thứ ba là các bằng chứng. Quay lại cái ví dụ về nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo cao cấp nhất của công ty. Thì đầu tiên tôi có nói rằng theo tôi, phụ nữ có những phẩm chất, kỹ năng hoàn toàn khác biệt so với nam giới. Sau đó tôi đã đưa ra các lập luận và cho ví dụ về trường hợp là các kỹ năng như kỹ năng làm việc với con người và kỹ năng làm việc với các chi tiết. Và evidence, tức là các bằng chứng của tôi, có thể tôi sẽ dẫn ra các nghiên cứu của trên thế giới như của Đại học Harvard hay Oxford hay của các nghiên cứu khác nói về vấn đề này để củng cố cho lập luận cũng như là cái mệnh đề tranh luận của mình. Thì khi một mệnh đề tranh luận của chúng ta mà được hình thành đầy đủ ba cấu trúc gồm có argument, reasoning và evidence thì lúc đó mệnh đề tranh luận của chúng ta sẽ khách quan và có sức nặng hơn rất nhiều. Ở cái vấn đề thứ hai trong cái bậc ba này là chúng ta cần phải nhận diện được các cái ngụy biện cơ bản và tự phòng tránh các ngụy biện. Ngụy biện là cái lối lập luận mà nó sai, các cách thức lập luận sai. Chúng ta sẽ có những bài giảng về ngụy biện sau. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng ở cái bậc này chúng ta có 4 cái chữ cần chú ý: argument, reasoning, evidences và fallacies. Ở bậc số 4 là bậc tranh luận hiệu quả. Nếu như ở bậc 3 chúng ta chỉ mới chú ý đến chuyện bắt đầu thực tập về tranh luận, thì ở bậc này chúng ta bắt đầu vận dụng linh hoạt và hiệu quả các kỹ thuật tranh luận dựa trên R. Thứ hai là chúng ta bắt đầu thường xuyên sử dụng 10 tiêu chuẩn và 8 thành phần của tư duy phản biện. Trong các bài về 10 tiêu chuẩn và 8 thành phần chúng ta đã nói nhắc đi nhắc lại về cái nội dung này. Ở đây chúng ta sẽ thấy 10 tiêu chuẩn của chúng ta từ rõ ràng, chính xác, đúng đắn, liên quan, ý nghĩa, logic, chiều rộng, chiều sâu, toàn diện, công bằng. Ở 8 thành phần của tư duy chúng ta có mục tiêu, góc nhìn, câu hỏi, giả thuyết, khái niệm, thông tin, kết luận và hàm ý. Chúng ta dùng 2 cái bộ công cụ này để phân tích và đánh giá các ý tưởng, các cái mệnh đề tranh luận cũng như các cái vấn đề trong cuộc sống. Và tiếp tục ý thứ ba trong cái bậc này là chúng ta cần nhận diện được các giả thuyết ẩn trong tư duy của mình và người khác. Đây là một vấn đề rất là thách thức. Lần đầu tiên chúng ta thách thức những cái nền tảng, những cái niềm tin của chúng ta. Ở bậc số 5 là bậc thực hành thường xuyên. Khi chúng ta đã bắt đầu tranh luận hiệu quả được rồi, chúng ta đã áp dụng được 10 tiêu chuẩn cũng như là 8 thành phần được rồi, thì lúc này chúng ta bắt đầu áp dụng nó trong khá nhiều đa dạng các cái hoạt động của chúng ta, từ học tập, làm việc, cuộc sống, tình cảm, vân vân. Và chúng ta bắt đầu thực hành 8 cái phẩm chất đạo đức trí tuệ, tức là bền bỉ, cảm thông, khiêm tốn, tin vào lý tính, tự trị, can đảm, chính trực và công bằng. Và ở bậc số 6 là bậc thuần thục, tức là chúng ta đã áp dụng tư duy phản biện rất là thuần thục, tư duy phản biện đã trở thành chính chúng ta rồi, ở cái bậc cao nhất. Lúc này chúng ta không còn chỉ quan tâm đến chuyện phản biện người khác, mà chúng ta quan tâm đến tự phản biện, hay là từ Hán Việt ta gọi là tự phản tư đó. Thì ta bắt đầu muốn là cải thiện chất lượng tư duy của chính mình. Và khi cải thiện chất lượng tư duy của chính mình thì chất lượng cuộc sống, chất lượng công việc, chất lượng tình cảm của chúng ta cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và chúng ta áp dụng tư duy phản biện trong rất là nhiều lĩnh vực của cuộc sống, bởi vì tư duy phản biện đã trở thành chúng ta. Chúng ta là tư duy phản biện. Và ở đây thì chúng ta thể hiện đầy đủ 8 cái phẩm chất của đạo đức trí tuệ như là công bằng, chính trực, can đảm, tự trị, tin vào lý tính, khiêm tốn, cảm thông và bền bỉ. Và đây là cái mô hình của chúng ta. Thì phải khẳng định như thế này, 6 cái bậc này đi từ bậc 1 lên bậc 6 thì thực ra thì cũng không nhất thiết là chúng ta chỉ ở bậc 1, mà cũng có thể là bình thường thì chúng ta ở bậc 1 nhưng có những trường hợp chúng ta lên đến bậc 3, bậc 5 và thậm chí cả bậc 6. Mà đây là ta mô hình hóa để ta có một cái công cụ để ta nhìn, ta tự đánh giá và ta tự rèn luyện. Còn cách và cũng tương tự như vậy, 10 tiêu chuẩn, 8 thành phần hay là 8 cái giá trị đạo đức của tư duy phản biện đó, thì không nhất thiết là đến bậc 6 chúng ta mới rèn luyện, mà thực ra là chúng ta sẽ rèn luyện hàng ngày cả tất cả những cái bộ công cụ này. Do vậy thì chúng ta có thể nhảy từ bậc 1 lên đến bậc 2 lên bậc 3 ngay lập tức, chứ không nhất thiết là chúng ta phải đi từng bậc. Tuy nhiên là nên đi thật chắc. Thì chúc các bạn là sẽ nhận diện ra được những cái bậc của mình, các cái thứ mà mình cần cải thiện và ngày càng gia tăng cái năng lực tư duy phản biện.